Chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường. Thưa quý vị, tiếp sau, Ấn Độ, Nga và các tiểu dân quốc Ả Rập Thống nhất UAE vừa thông báo ngừng xuất khẩu gạo, khiến nguồn cung loại lương thực thiết yếu này cho khoảng 3 tỷ người trên thế giới chào đảo. Trong khi đó, Enino diễn ra trên khắp toàn cầu, vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực trồng lúa. Sản lượng lúa gạo sụt giảm mạnh, tồn có gạo trên thế giới đã giảm, dự báo gạo sẽ còn thiếu hụt nhiều hơn trong những năm tới. Nguồn cung toàn cầu căng thẳng khiến nhiều quốc gia gặp khó trong việc nhập khẩu, bất chấp giá gạo đã tăng và dự kiến sẽ còn tăng mạnh. Câu chuyện thị trường gạo sẽ được phân tích kỹ hơn trong phần cuối bản tin. Còn bây giờ là một số tin tức nổi bật, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Việc tiếp cận nguồn vốn cho tiêu chí cho chay còn khắc khe và tình trạng gây khó dễ của các cán bộ ngân hàng vẫn còn tồn tại nên lượng doanh nghiệp không dây được vốn vẫn còn tương đối nhiều. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt tập trung chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế chính sách tài khóa, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí với tổng quy mô khoảng 200.000 tỷ đồng. Quy định chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT trong 6 tháng cuối năm, nhưng doanh nghiệp vẫn đang đương đầu với nhiều khó khăn. Từ sự sụt giảm đơn hàng, khó khăn tiếp cận nguồn vốn đến xu hướng việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu. Các ngân hàng đề cập đến các gói bảo hiểm mới giải ngân, một số ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp chứng minh báo cáo tài chính trong 2 năm dịch COVID-19 nên chỉ tiếp cận chốn để phục hồi sản xuất gần như bế tắc. Điều này khiến các doanh nghiệp bị động, gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận thị trường xuất khẩu, sức mua tiêu dùng sụt giảm làm cho nguồn vốn của doanh nghiệp cạn kiệt. Trong bối cảnh khó khăn chung của nhiều ngành xuất khẩu, để tháo gỡ những nút thắt các doanh nghiệp cần mạnh dạng chuyển hướng, đề xuất những giải pháp hỗ trợ cho cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm thị trường. Thưa quý vị, đại diện Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như trên tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài diễn ra tại Hà Nội mới đây. Tính chung 7 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 194,73 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với giới cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương, hiện nay, nhiều ngành hàng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm. Trong đó, sụt giảm mạnh nhất là những ngành hàng như dệt may, da dày, gỗ, máy móc, điện thoại và linh kiện. Với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, EU, sự sụt giảm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước. Thì cũng rất là khó khăn bởi vì liên tục liên tục khách hàng là có đơn và lại hủy. Tức là họ tìm được cái thị trường mà cảm thấy ưu thế hơn Việt Nam là họ sẵn sàng hủy luôn kể cả chúng ta đã chuẩn bị tất cả nguyên phụ liệu làm FOE nhưng mà họ cũng sẽ hủy và họ sẽ làm với cái thị trường nó thấp hơn để có thể giá thành rẻ hơn đặc biệt như Indo. Chúng tôi cũng rất muốn là các cái cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam nước ngoài làm sao truyền đài một cái thông điệp rất mạnh mẽ là Việt Nam kiên quyết thực hiện những cái cam kết về cái đảm bảo gỗ hợp pháp và chúng ta đã ký kết cái hiệp định đối tác tự nguyện VPA Flexi với EU để mà đảm bảo gỗ hợp pháp. Chúng ta cũng đang chuẩn bị rất tích cực để mà thực thi cái quy định mới đây của nghị viện EU đã thông qua ngày 14 tháng 5 vừa rồi ấy, tức là cái quy định về đảm bảo không gây mất rừng và không gây suy thoái rừng à, thì chúng ta sẽ kiên quyết thực hiện. Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, công tác xuất tiến thương mại tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả, góp phần cải thiện ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Giá tiêu ngày 1 tháng 8 trong khoảng 68.000 đến 71.500 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký so với cùng thời điểm hôm qua. Giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông được thu mua với mức 69.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 68.000 đồng một ký. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu ngày 1 tháng 8 ở mức 69.000 đồng một ký. Giá tiêu trong nước tăng trở lại là tín hiệu tích cực cho đầu tháng mới trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị đe dọa, lân hàng chủ mới được nông dân tích trữ cho giá cao thay vì đưa sớm vào thị trường. Giá ca bán lẻ trong nước từ 1 tháng 8 được điều chỉnh tăng theo giá ca thế giới. Theo đó, giá ca đồng loạt tăng 26.000 đến 26.500 đồng một bình 12 kg. Đây là lần tăng đầu tiên sau hai lần giảm liên tiếp. Theo các công ty ga, nguyên nhân giá ca trong nước đảo chiều đi lên là do giá ga thế giới tăng. Hiện nguồn cung ga nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Do đó, giá bán lẻ ga trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới. Giá xăng dầu ngày 1 tháng 8 được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng mạnh từ 15 giờ, với mức tăng gần 1.200 đồng một lít. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 1 tháng 8. Theo đó, giá xăng E5 tăng 1.160 đồng một lít, giá bán là 22.790 đồng một lít. Giá xăng ron 95 tăng 1.170 đồng một lít, giá bán là 23.960 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 1.110 đồng một lít, giá bán là 20.610 đồng một lít giá dầu quả tăng 1090 đồng một lít, giá bán là 20.270 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ chi sử dụng quỹ bình ổn giá với dầu diesel là 400 đồng một lít, dầu quả là 300 đồng một lít. Tin tài chính thị trường thế giới Thưa quý vị, trong quý 2 vừa qua, khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng trưởng nhẹ, dấu hiệu cho thấy khu vực này đang phục hồi. Sau chuỗi hai quý liên tiếp không tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm, các số liệu công bố ngày 31 tháng 7 đã cho thấy điều này. Cụ thể, theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tăng trưởng kinh tế quý 2 ở khu vực Eurozone đạt 0,3%, tăng nhẹ so với mức 0% trong quý 1 năm nay. Quý 4 của năm ngoái, tăng trưởng khu vực này còn giảm 0,1%, dấu hiệu của một cuộc suy thoái về kỹ thuật trong khi đó, lạm phát trong tháng 7 ở Eurozone giảm 0,2% so với tháng 6 xuống còn 5,3%. Đà tăng trưởng kinh tế của châu Âu được thúc đẩy nhờ tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2 của Pháp tăng 0,5% và Tây Ban Nha là 0,4%. Tuy nhiên, GDP của Đức vốn là nền kinh tế lớn nhất châu Âu lại không tăng trưởng trong quý 2, trong bối cảnh quốc gia này đối phó với giá năng lượng tăng cao. Thưa quý vị, liên tiếp 2 ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, các tiểu chương quốc ở Ả Rập UAE và Nga đã thông báo dừng xuất khẩu gạo, mặc dù cả hai nước không nằm trong top 10 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, song việc thực hiện lệnh cấm khiến thị trường gạo trên toàn cầu thêm chao đảo. Quầy bắt gạo trống rỗng. Những hàng dài xếp hàng chờ mua gạo hay xô đẩy nhau trước các quầy gạo ở siêu thị. Đây là hình ảnh tại một số siêu thị lớn ở Mỹ trong tuần qua nhiều người dân nước này đổ xô đi mua gạo tích trữ không còn gì trên kệ gạo chúng tôi bán hết sạch tôi cũng không rõ bao giờ hàng về lại theo báo chí mỹ các túi gạo đã bay khỏi các kệ hàng khi các cộng đồng người châu á xếp hàng để mua một số cửa hàng bán gạo ở mỹ đã phải hạn chế số lượng yêu cầu khách hàng chỉ mua một túi 20 bao 9,07 kg loại gạo trắng thường mỗi người với giá 24 đô la mỹ hạn chế là vậy nhưng cả người bán lẫn người mua đều lo ngại thời gian tới sẽ chẳng còn gạo để bán hay mua nữa. Nguồn cung chắc chắn thiếu hụt trong ít nhất là 6 tháng tới. Tôi không thể mua được loại gạo mà gia đình hay sử dụng. Có lẽ tôi phải đi nhiều cửa hàng hơn nữa. Gạo là lương thực thiết yếu của thế giới. Lượng tiêu thụ ở châu Á chiếm đến 90% nguồn cung toàn cầu. Việc nhiều nước cùng cấm xuất khẩu gạo có thể gây ra sáu trụng lớn về giá trên thị trường quốc tế bất cứ nhà sản xuất lớn nào ngừng cung cấp cho thị trường thì tình trạng thiếu hụt xuất hiện và giá cả tăng cao. Với trường hợp này cũng vậy, các quốc gia phụ thuộc vào gạo của nước này sẽ bị ảnh hưởng và buộc phải tìm nguồn cung thay thế. Giá gạo tăng cao là thời cơ vàng để người nông dân có lãi lớn, doanh nghiệp có hợp đồng mới, doanh thu tốt. Thế nhưng ở thời điểm này, sản lượng gạo tại nhiều quốc gia châu Á, giữa lúa của thế giới, đứng trước nguy cơ sụt giảm bởi tác động của Enino. Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới cũng lo ngại sản lượng gạo năm nay có thể giảm vì nhiều dùng trồng lúa đối mặt tình trạng hạn hán, mất mùa. Các chuyên gia cũng lo ngại đến vấn đề đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như nguồn hàng gối đầu để gia tăng kim ngạch khi được lợi vì giá. Về phía doanh nghiệp, vẫn còn nỗi lo về nguy cơ đầu giàu giá gạo quá cao khiến doanh nghiệp không thể thu mua với số lượng lớn, ảnh hưởng đến việc hoàn thành hợp đồng. El Nino chắc chắn đang có tác động lên lĩnh vực lúa gạo tại các nước châu Á. Nhà sản xuất lúa gạo chính của cả thế giới, nguy cơ kháng hiếm nguồn nguyên liệu cung ứng xuất khẩu là khó tránh khỏi. Bộ nông nghiệp Mỹ dự báo tồn kho gạo trên thế giới ước giảm 8,9 triệu tấn xuống còn 137,5 triệu tấn niên vụ 2022-2023 dự kiến năm 2023-2024 còn 170,2 triệu tấn. Nhưng đó không hẳn là vấn đề lớn nhất. Thay vào đó, giá gạo tăng đồng nghĩa với việc nhiều người không có khả năng chi trả cho mặt hàng thiết yếu đó, đẩy họ đến chỗ đói và cuộc sống của nhiều người trở nên tồi tệ hơn. Giờ rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.